Bốn đồ vật cực độc cấm đặt trong nhà, nhất là trên bàn thờ, kẻo giáng họa sát thân. Phong thủy Gia Cát hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn cùng với những thông tin về phong thủy ý nghĩa. Quý vị thân mến, trong quan niệm về phong thủy nhà ở, để tránh gây mặt vận, tai họa cho gia chủ thì việc bài trí, kê xếp đồ đạc trong nhà không thể tùy tiện mà cần phải biết cách sắp đặt phù hợp theo một nguyên tắc nhất định để cho nội thất gia đình vừa thuận với nhãn quan lại vừa đúng với phong thủy. Bốn đồ vật mà chúng tôi sắp đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay sẽ là những đồ vật cần phải đặc biệt lưu ý, không được đặt tùy tiện trong nhà để tránh phạm lỗi phong thủy học. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bốn loại đồ vật không đặt tùy tiện trong nhà để tránh tai họa. 1. Ảnh thờ tổ tiên. Đối với ảnh thờ tổ tiên, nhất định phải chọn đúng vị trí phương hướng để đặt mới được. Nếu vị trí treo, bày đặt đúng sẽ có lợi cho tiền tài vận mệnh. Ngược lại, đặt không đúng chỗ hút phải sát khí sẽ ảnh hưởng đến vận khí. Theo phong thủy trong văn hóa truyền thống, việc chọn kích cỡ, chất liệu và vị trí đặt bàn thờ đều cần phải suy xét cẩn thận. Nếu như vị trí đặt bàn thờ không đúng chỗ sẽ mạo phạm thần linh, nhẹ thì mắc bệnh hoặc là tốn hao tiền của, nặng thì phá sản hoặc gia đình đổ vỡ. Do vậy, khi chọn vị trí đặt bàn thờ, có một số kiêng kỵ mà mọi gia đình nhất định phải tuân theo. 1. Bài vị tổ tiên trên bàn thờ không được sát tường. Tượng Phật thì nên đặt sát tường, hướng của bàn thờ không được đặt ngược lại với hướng của nhà. Bàn thờ không được xung với cửa. Bên trái bàn thờ không được bừa bộn, bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện. Phía dưới bàn thờ không được để đồ, bàn thờ không được gần bếp và phòng vệ sinh, bàn thờ không được đặt dưới xà ngang. 2. Hoa khô. Đôi khi vì cuộc sống công việc quá bận rộn mà ta thường không chú ý đến việc dọn dẹp những bình hoa, chậu hoa đã tàn do để lâu ngày. Có thể bạn chưa biết, chính những thứ tưởng chừng như vô hại như vậy lại ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà và gia đình bạn, có thể mang đến vận xui cho gia chủ. Cũng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, mùi hương của các loại hoa giả, hoa khô trên thị trường hiện nay được tạo ra từ những hóa chất nhân tạo sử dụng với mục đích thương mại. Nếu ta không biết mà vô tình đặt những loài hoa ấy trong phòng kín hoặc phòng ngủ, nó có thể gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Theo các nhà phong thủy, hoa khô đại diện cho nguồn năng lượng yếu và trì trệ, thực sự không hề tốt cho chủ nhân của ngôi nhà. Trong văn phòng làm việc, sự hiện diện của những loài hoa khô này sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, bức bối, không có tinh thần làm việc. Vì vậy, để cho công việc và cuộc sống của bạn được cải thiện hơn, hãy thay đổi thói quen dùng hoa khô của bạn mà thay vào đó là những bình hoa tươi, đầy sức sống và đừng quên thay mới thường xuyên khi hoa đã tàn. 3. Đồ cổ không rõ nguồn gốc. Những loại đồ cổ không rõ lai lịch thì không nên tùy tiện bày đặt trong nhà, đặc biệt nên tối kỵ những đồ vật từ pháp trường. Ngoài ra còn không ít các cổ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ cổ mà người xưa đều được chôn cất theo phương pháp thổ tang. Đại đa số đều chết vì bệnh tật, mà những vi khuẩn gây bệnh này không ít loại không bị tiêu diệt ngay cả trong điều kiện thổ tang mà sẽ ám vào trong các đồ cổ và vật dụng tùy táng theo người chết. Việc đặt các đồ cổ này trong nhà sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe gia đình của gia chủ. Binh khí, vũ khí cổ cũng không nên tùy tiện ý đặt trong nhà, bởi binh khí vốn dĩ đã thể hiện sát khí, nếu không cẩn thận có thể mang đến tai họa. 4. Chậu cây xương rồng. Thói quen bày cây cảnh, đặc biệt là cây xương rồng trong nhà, đang được nhiều người ưa chuộng, nhất là dân làm văn phòng, bởi chúng nhỏ, dễ trồng và chăm sóc. Tuy nhiên bạn cần phải lưu ý rằng không phải loại cây nào cũng được khuyến khích trồng trong nhà. Xương rồng là một loại cây tích nước có nhiều gai nhọn và sắc quanh thân. Theo phong thủy, khi đặt xương rồng trong nhà hay cụ thể là phòng làm việc, nó sẽ tạo ra những mảng năng lượng xấu, dễ gây bệnh tật và mất mát cho gia chủ. Lời khuyên cho những bạn có sở thích trồng cây xương rồng là hãy cân nhắc tới vị trí đặt nó khi muốn trồng trong nhà, có thể là hành lang hoặc ban công, và không nên đặt chúng trong phòng khách để tránh xui xẻo. Thưa quý vị, phòng khách là nơi tiếp nhận và thu hút các dòng khí tốt hoặc xấu vào trong nhà. Do đó, gia chủ cần phải cân nhắc thật cẩn thận trước khi chọn mua các vật phẩm phong thủy để trưng bày trong phòng khách, tránh gây tai họa cho gia đình. Và trong phần tiếp theo đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn 5 vật phẩm phong thủy nên trưng bày trong phòng khách giúp cho tài vận gia chủ phát lên nhanh chóng. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe. Phòng khách là một không gian riêng biệt của ngôi nhà, dùng để tiếp khách hoặc là nơi sinh hoạt chung của gia đình.
Phòng khách có thể được xem là trung tâm của ngôi nhà và là nơi trưng bày nhiều đồ nội thất. Trong phong thủy, phòng khách gia đình được xem là nơi thu hút và lưu giữ các dòng khí xấu hoặc tốt vào nhà. Do đó, phòng khách có vai trò khá quan trọng trong phong thủy nhà ở. Vì vậy, việc bài trí phòng khách như thế nào cho đúng chuẩn phong thủy là vô cùng quan trọng. Gia chủ cần phải cân nhắc thận trọng trước khi chọn mua các vật phẩm phong thủy để trưng bày trong phòng khách, tránh đem họa đến cho gia đình. Nếu gia chủ đang có mong cầu đường tài lộc phát triển mạnh mẽ trong năm mới, thì năm vật phẩm phong thủy sau đây sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất. Thứ nhất, tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu phong thủy được xem là vật chiêu tài hạng nhất trong các linh vật phong thủy. Thực tế, tỳ hưu cũng giống như các linh vật phong thủy như là rồng và lân, phụng, đều là những con vật trong trí tưởng tượng của con người. Sự tích tỳ hưu phong thủy được khá nhiều người biết đến. Theo thuyết Long Sinh Cửu Tử thì tỳ hưu chính là một trong 9 con của rồng. Theo miêu tả thì tỳ hưu có phần đầu giống như kỳ lân và chiếc sừng mạnh mẽ, thân sơ tử và có cánh trên lưng. Trong phong thủy, hình ảnh tỳ hưu được lý giải như sau. Có sừng để bảo vệ chủ, miệng rộng để thu hút tiền tài, không có hậu môn là để giữ tài lộc và có cánh đại diện cho thăng tiến trong sự nghiệp. Trưng bày tỳ hưu phong thủy trong nhà được khá nhiều người ưa chuộng. Ý nghĩa của tỳ hưu phong thủy trong nhà chính là thu hút khí tốt, trấn trạch và được xem là thần bảo hộ của ngôi nhà. Ngoài ra, con tỳ hưu trong phong thủy còn có tác dụng vượng tài, tức là tiền tài ổn định và thịnh vượng. Do đó, việc đặt tỳ hưu trong phòng khách được xem như là một vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo quy định trưng bày vật phẩm phong thủy theo tuổi, thì người tuổi Dần, tuổi Mão và tuổi Tuất không nên trưng bày con tỳ hưu phong thủy trong nhà. Bởi vì tỳ hưu là con của rồng. Theo thuyết Long Tranh Hổ Đấu thì người tuổi Dần trưng bày hoặc là mang tỳ hưu bên người dễ mang đến mầm mống tai họa. Tương tự, tuổi Tuất và tuổi Mão cũng xung khắc với rồng cho nên cũng cần phải tránh. Thứ hai, tượng Phật Di Lặc. Tượng Phật Di Lặc được xem là biểu tượng may mắn trong phong thủy. Bên cạnh đó, Đức Phật Di Lặc cũng mang đến may mắn và tài lộc cho gia đình. Tương truyền rằng, Đức Di Lặc là một vị hoàng tử của nước Nam Thiên Trúc, sau đó đắc đạo thành Phật và phổ độ chúng sinh. Tại Ấn Độ, hình ảnh Đức Phật Di Lặc là hình ảnh vị hoàng tử tuấn tú, khuôn mặt hiền lành và ngồi trang nghiêm. Tư thế ngồi của Phật là một chân xếp bằng và một chân chuẩn bị đứng lên. Hình ảnh này thể hiện sự giác ngộ của Ngài và tư thế sẵn sàng giáo hóa chúng sinh. Trái ngược lại, hình ảnh Di Lặc trong Phật giáo Trung Hoa lại là ông già mập mạp, áo phênh ngực và nụ cười luôn hiện hữu. Có thể nói, hai hình ảnh trên vô cùng trái ngược nhau nhưng lại mang ý nghĩa tương tự nhau. Đó chính là sự giác ngộ nhìn thấu và nghe rõ được nỗi khổ để cứu rỗi chúng sinh của các ngài. Thực tế, ý nghĩa hình ảnh tượng Phật Di Lặc chính là mang đến niềm vui, hạnh phúc cho con người. Tuy nhiên, trải qua những thăng trầm của thời gian, sức ảnh hưởng của biểu tượng Di Lặc ngày càng lớn. Đặc biệt, mỗi mùa xuân về, Tết đến, người ta lại chúc nhau một mùa xuân Di Lặc, ngụ ý năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thịnh vượng. Đức Di Lặc được xem là Đức Phật từ bi, nên người thuộc tuổi nào cũng có thể trưng bày tượng Di Lặc trong nhà. Trưng bày tượng Phật Di Lặc trong phòng khách không chỉ mang lại không gian thư thái yên bình cho ngôi nhà mà còn có tác dụng chiêu tài vô cùng tốt đẹp. Tuy nhiên, đặt tượng Di Lặc trong phòng khách gia đình cũng cần phải tuân thủ những nguyên tắc nhất định để tránh mang đến tai họa cho gia đình. Thứ ba, tượng Ba Ông Phúc Lộc Thọ. Ba Ông Phúc Lộc Thọ hay còn gọi là Ba Ông Tam Đa là biểu tượng của phúc đức, tài lộc và sức khỏe. Hình ảnh Phúc Lộc Thọ trong thực tế được miêu tả qua tranh ảnh, tượng gỗ đẹp, tượng đá đều khá thống nhất. Hình ảnh ông Phúc là một ông già râu dài, mặt tươi cười rạng rỡ và trên tay bế một đứa trẻ. Hình ảnh này thể hiện sự vui vẻ và hạnh phúc khi đạt được mong ước của con cháu đầy đủ. Hình ảnh ông Lộc là một vị quan tướng mạo cân đối với mũ áo cân đai trang trọng, trên tay cầm gậy như ý. Hình ảnh này thể hiện sự giàu sang phú quý và đủ đầy về mặt tiền bạc. Ngược lại, hình ảnh ông Thọ lại là một ông già râu dài, hói đầu, trên tay cầm quả đào. Hình ảnh này với điểm nhấn đặc biệt là quả đào đại diện cho sự trường thọ và sức khỏe dẻo dai. Từ hình ảnh trên, tượng Phúc Lộc Thọ chính là biểu tượng cho ba niềm mong ước của con người trong cuộc sống. Trong phong thủy, trưng bày tượng Tam Đa trong nhà giúp mang đến tài lộc, may mắn, sức khỏe và thịnh vượng cho gia chủ. Tượng Tam Đa rất thích hợp để trưng bày trong phòng khách với ý nghĩa chiêu tài rước lộc cho gia chủ trong năm mới. Thứ tư, Cốc Thiềm Thừ Phong Thủy. Cốc Thiềm Thừ hay còn gọi là cốc ba chân được xem là vật phẩm phong thủy chiêu tài mạnh mẽ,
chỉ sau Tỷ Hưu. Theo Tích Trung Hoa, Cốc Thiềm Thừ là một con cốc tinh bị Lưu Hải Tiên Ông thu phục. Lưu Hải dùng kế hàng phục được cốc tinh. Sau khi cốc này bị thương thì chỉ còn ba chân và theo ngài đi tu hành. Truyền rằng, sau khi tu hành, Cốc Thiềm Thừ đi khắp nơi giúp đỡ dân lành, đặc biệt là vào đêm trăng tròn, cốc ở gần nhà ai, nghĩa là báo tin nhà đó sắp giàu sang phú quý. Ngày nay, hình ảnh Cốc Thiềm Thừ được nhiều người biết đến là hình ảnh cốc ba chân, lưng có nhiều nốt sần và miệng ngậm đồng tiền vàng. Theo phong thủy, Cốc Thiềm Thừ là linh vật phong thủy tượng trưng cho tiền tài và chuyên dùng để cầu may mắn trong kinh doanh. Thiềm Thừ phong thủy được dùng để tăng cường tài lộc, phú quý và cũng mang ý nghĩa là bình an và hạnh phúc. Khi trưng bày Cốc Thiềm Thừ nên đặt hướng về phía Tây Nam, hướng tiền tài, trưng bày Cốc Thiềm Thừ trong phòng khách giúp cho gia chủ thu hút tài lộc và may mắn. Thứ 5. Ngựa phong thủy. Ngày nay ngựa là con vật gắn bó với cuộc sống con người. Ngựa không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là biểu trưng của sức mạnh thần tốc, sự uy mãnh và trung thành. Hình ảnh ngựa phong thủy được thể hiện trong tranh ngựa, tượng trưng là hình ảnh bát mã truy phong, bát mã vượt biển, mã đáo thành công, mã đáo song hành. Mỗi một hình ảnh ngựa phong thủy đều mang một ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa phong thủy chung của tranh ngựa hay tượng ngựa là mang đến may mắn tài lộc và thăng tiến trên con đường công danh. Theo các chuyên gia phong thủy, khi trưng bày tượng tranh ngựa nên trưng bày hướng ra cửa vì đây được xem là hướng mang đến nhiều tài lộc và may mắn. Ngựa được xem là vật phẩm phong thủy hợp với người tuổi Thìn, Tuất và Hợi. Người tuổi Tý nên tránh treo tranh ngựa hoặc trưng bày tượng ngựa trong nhà. Trưng bày ngựa phong thủy trong phòng khách gia đình mang đến tài lộc, may mắn và phát đạt trong kinh doanh buôn bán. Ngựa là vật phẩm phong thủy thuộc ngọ cho nên được trưng bày theo hướng nam trong phòng khách. Vì sao nên chọn mua vật phẩm phong thủy bằng gỗ? Các vật phẩm phong thủy như ngựa, cốc thiềm thừ, tỳ hưu phong thủy, tượng di lạc, tượng tam đa được điêu khắc bằng gỗ sẽ mang vẻ đẹp và lợi ích riêng nhiều người yêu thích. Các mẫu tượng gỗ đẹp được điêu khắc bằng những loại gỗ quý như gỗ hương, gỗ chắc, gỗ xưa, trải qua quá trình gia công tỉ mỉ sẽ có độ bền cao, tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Đặc biệt, tượng gỗ phong thủy được điêu khắc bằng tay sẽ thể hiện được từng đường nét tỉ mỉ và sắc sảo nhất. Từng chi tiết của tượng gỗ được thể hiện một cách rõ nét và độc đáo nhất. Ngoài ra, tượng gỗ ngựa hay tượng gỗ di lạc được làm từ chất liệu gỗ sẽ mang màu sắc và mùi hương tự nhiên nhất. Các loại gỗ quý tỏa hương tự nhiên mang đến không gian thư thái nhất cho ngôi nhà. Đặc biệt, chất liệu gỗ mang đến sự sang trọng và quý phái cho phòng khách của ngôi nhà. Chất liệu gỗ cũng gần gũi với thiên nhiên, mang đến không khí vui tươi và thoải mái cho không gian sống của con người. Trên đây là những vật phẩm phong thủy chiêu tài đặc biệt dành cho phòng khách của gia đình. Khi mua vật phẩm phong thủy để trang trí trong phòng khách, bạn cũng nên chọn mua ở những cửa hàng vật phẩm phong thủy uy tín. Để chọn được những chuyên gia có đầy đủ kiến thức phong thủy tư vấn và hướng dẫn bạn đặt vật phẩm phong thủy sao cho đúng, từ đó mang đến nhiều tài lộc cho gia đình. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung của chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc cũng như những ý kiến đóng góp quý vị vui lòng để lại dưới phần bình luận ở dưới video này. Chúng tôi sẽ có thể nhanh chóng kịp thời giải đáp. Và quý vị cũng đừng quên đón xem chương trình này mỗi ngày để ủng hộ cho Phong Thủy Gia Cát nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.